Dạ, à, chào anh. Không anh, lợi hại không? Ok, lợi hại. Tích tắc là xong hả? Siêu năm tới sớm. Nó muốn nhảy dù. Giờ gì được đâu. Rồi sinh năm nè, trời ơi. Thế à, xin bảy thế có mặt thì nghe vậy thôi chứ mình không biết không đúng nhiều. Mà đúng có xin bảy thật nhưng mà bảy đâu có thấy đâu. Xin dừng chút để cho tí nữa chắc coi coi có ai nữa không. Có bắt quay bắt chơi 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 thì có 1, 2, 3, 4 mấy ông 77 đây thì có bạn ở đây nhưng mà thích nhưng mà đâu có ban đại diện của họ đâu có gì ạ. Sơn bảy không có họ ghé hữu sơn bảy không có chín không có chín có chín có không có đại diện hả 21 chứ không có 21 không có bốn dạ năm thì là sinh sau đẻ muộn mà mày đâu phải sinh ra để muộn tại hồi xưa cái tiền thân đó là sư đoàn mấy đó rồi mới đổi lại năm đó sao sinh ra để muộn được sinh sau đó thì nhớ ý là cái hội EU năm ồ cái hội ở đây anh Huyên ngồi vâng làm sao kể đi đi tuần tăng mật sao kia mày khoe hình đi tuần tăng mật anh Hoài vậy á xong đại hội mệt quá thế thì cũng rồi thì relax thôi có được tháng sau có tin vui bảo đảm tôi nói rồi mà có tin vui còn định hỏi tin vui gì có tin vui vì sao sau khi mà Rose Visa web ha thì bây giờ là chúng nó có tin vui chồng ghẹo đi hấp hồn này. Nè chưa đâu tới tháng 8 mà 9 à tháng 8 nhảy dù nhảy dù nhảy dù giết thù sắc là to lắm tiếp đây này cái phim bây giờ là pro rồi chưa phải trong Mỹ không à mà bây giờ nhìn đeo này là biết rồi dẫn rồi quay 2, 3 mấy 3, 4 mấy bà nãy trên đường đi mà rồi con nghe được cái message của anh Ngục có nói bà có cái cô nào đây nè cô ấy bảo là muốn đề nghị cái gì có thêm cái cô Tammy là ai bây giờ hết dùng anh nhạc rồi dùng không biết Yeah. Bây giờ chưa biết ban nhạc là ai nữa không biết chưa biết ban nhạc là ai chưa biết ông già ông nói là chuẩn nguyên một ban nhạc Phu Ben là biết là ai chơi đổi lại ngồi biết rồi biết là ai lúc đang trên đường đi thì nhận được cái message này từ anh Mục gửi ra rồi cái thể theo lời anh chị ca sĩ Thế Sơn và Diễm Liên còn design thêm cái poster có hình ca sĩ biết là hai ca sĩ anh chị giúp mình quảng cáo và mời gọi thêm người tham dự con đang design sắp xong còn thích kẹt còn tắt nghe một chiếc sản thì xin cho con xưa năm mới là tên công hành liên là free xin hát free ban tổ chức sẽ xem hương lan hát free đã thiệt à thiệt đấy chứ hỏi xem tôi cái chứng hận luôn á Diễm Liên đòi 1.500 tôi chép đẹp lắm với cái hội như thế này là đẹp chứ còn hội với những cái hội đoàn mà chơi chạc tiền là kỳ quá đi nhưng mà với hội và cái tên cái hội là lại mà lại xưng tên là hậu duệ hậu duệ hiểu không mà nghe là mà chém cùng nó mày dao bén quá ủa thế chồng chị Diễm Liên đâu à chị Diễm Liên ông em khổ lắm vì chắc có lẽ tôi phải chém nữa được chơi kỳ quá hả hội đoàn mà nó không giúp thôi nhưng mà cái phần chém thì là vẫn phải là mày giao ta vẫn phải chém thì mình phải đứng này đó người thì Diệp Phi chỉ làm nó tính không có đủ làm Diệp Phi là free làm là volunteer cũng giống là bắt lắm này là quay phim người rất nhiệt tình này free tính à nhiệt tình bây giờ mình thấy cái này thì thu lép ai tôi cũng vậy tôi không có tôi làm không có gì tiền mà quảng cáo bây giờ 40 bàn rồi còn cái gì nói 400.000 mà gửi ra là không nhận ghi tên thêm nữa đầy hết rồi hả không nhận nữa báo là 40 mà không biết cái nhà hàng đó có lẽ chưa chỉ rồi. Anh Đại đấy bảo là 40 là không có chút bước chân đúng chắc rồi cái chỗ đó chặt đúng rồi là đi nhất đó. Đấy đó. Bây giờ thì... chỗ đó mà 40 bàn là thôi xong rồi giờ... tôi quay chỗ đó nhiều lần rồi tôi biết bây giờ mà đưa cái poster này lên để mà quảng cáo thêm khách vô thì thấy không có ích lợi cần thiết không ích lợi lần đầu tôi quay cách đây 4-5 năm quay cho Đồng Đế nhưng mà cái chỗ đó thì như còn xưa nó có hai bên đúng rồi lớn đúng không bây giờ bên nhỏ nó bỏ luôn hay giờ
Bây giờ cái phần phụ bản tôi có xin ý kiến chút nữa không? Nếu mai xong hết về phần tôi. Vâng, anh. Thường thường á, tôi muốn biết ví dụ hôm đó đó là các anh mời truyền thông nào họ tới. Theo tôi nghĩ đó, từ xưa tới nay tôi quay nhiều nơi rồi, họ tới là họ chỉ loan tin tóm tắt là hôm nay có chuyện gì phỏng vấn vài người, nhưng mà những cái mà lưu lại sau này đó, cái chính đó không phải tôi nói tôi quan trọng, nhưng mà cái chính là tôi, đúng không? Đúng rồi đó, anh quay từ đây ai yeah, đó tôi á, rồi tôi edit, cho nên á mình giữ lại những cái gì mà lưu niệm đó là mình là chính chứ không phải là họ là chính. Đúng vậy, đúng vậy. Cho nên nhiều khi á tôi đi ở nhiều nơi, nhiều ông biết tôi là ai, đẩy tôi ra chỗ khác hay là chen lấn, tôi không thích chuyện đó. Đó, không. Nhân vật chính. Dạ, yeah, nhưng tôi nói đó, cho nên tôi khi tôi tới trước á, tôi set up cái máy chính của tôi đặt chỗ nào tôi coi theo hướng đó. Đó. Cho nên không có vụ mà ông này lại làng chàng mà đẩy tới đẩy lui, hay là tôi nhiều khi những cái về tôi phải edit á, ổng che mất cái view lúc mà tôi thu. Cho nên những cái người nào mà hôm đó tới là làm ơn gặp tôi sắp cho mấy ổng đứng chứ không phải mấy ổng chạy đâu chạy. Bữa đó đó theo tôi biết là Phan Đại Nam đài SPTN à đài Set hôm nọ đó gặp anh á, thì anh lại nói cái đài của nó từ chối. Đài Set nó từ chối. Đúng rồi, nó đụng vào chính trị, nó đụng vào chính trị. Đó, không nhưng mà ý tôi nói tôi không cần biết ai, nhưng mà hôm đó là chỉ có anh với cô Tâm An thôi. Ok. Cho nên anh với cô Tâm An là hai người quay, cô Tâm An có livestream bữa đó. Ok. Còn anh thì là anh lấy về rồi anh edit. Dạ yeah, đúng rồi, đúng đó. Đó. Anh đó. Dạ. Dạ vậy được. Tới thì ông 57.10 á. Đó. Mấy mà mấy ông đó mới là lạng hoạng đó. Đó đó. Mấy ông đó bữa đó bây giờ là có thể là nhờ anh á là người phụ trách về cái vấn đề đó. Anh sẽ chỉ cho những cái người đến á là anh nói là ban tổ chức giao cho tôi cái việc đó. Anh chỉ định cho họ đứng chỗ nào để đừng có che khán giả. Dạ. Cái nó ban tổ chức không? Có ban tổ chức giao cho anh một cái để anh đeo ban tổ chức là anh nói thôi. Mạnh mẽ hơn. Đúng. Thì nếu anh làm chân lắm một cái ban tổ chức nữa, thì anh lắm phụ trách vấn đề về về quay phim media. Anh chỉ định họ đứng chỗ nào, anh đứng chỗ nào để cho có vị trí của họ. Yeah. Anh có cái bản ban tổ chức là anh có quyền. Thì nói đấy, thì anh sẽ phụ trách dùng cái đó. Nhé. Yeah. Thì tức là toàn quyền anh cái vấn đề mà đó để cho anh quay cho nó thoải mái. Yeah. Và người ta cũng bị che gì đó. Thì anh biết cái chỗ nào rồi thì cô Tâm An tới tôi cũng giới thiệu với anh để cho cô cũng đứng đó cô làm livestream. Bởi vì tôi quay á là một lần ít nhất là hai máy, mà tôi tới ba cái lần. Thì anh giúp cho ban tổ chức là rất là đáng quý. Thì anh tính nói là tôi mừng quá và có anh tới là rất là tốt. Với lại cái vấn đề nữa là tôi đã mời ba nhà báo ở đây, họ đến là phóng sự rồi. Việt, Viễn Đông với lại Việt Báo đều đến hết. Có ba người đến làm phóng sự cho mình rồi, nhưng ba người đó chạy một vòng thôi, nó không có đứng. Nó chỉ chụp hình vòng vòng thôi, nó không chiếm chỗ. Chỉ chiếm chỗ là cô Tâm An với anh thôi, hai người cần có chỗ đứng thôi. Còn ngoài ra tôi chưa có một cái hãng TV nào, truyền thông nào nó nói hết. À, tôi thì tôi sẽ đặt một cái cố định là chính, rồi sau đó là tôi quay hai cái phụ. Dạ, rồi tới chừng mà tôi edit ra là các anh, nếu mà ai đã từng coi cái của tôi là picture. Đó, đặc biệt hơn thứ hạ là gì? Phải nói như thế này đó, là ban tổ chức đó, thật sự là mình không có tiền. Dạ. Yeah. Mình nói thẳng như thế, mình không có đủ tiền. Cho nên những cái gì mà giúp đỡ được miễn phí là mình cảm ơn. Chứ mình không có đủ tiền, mình trang trải hết. Đương nhiên rồi, tôi nể tình anh em Sườn Năm đó, thành thử ra tôi sẵn lòng. Mà một khi tôi đã hứa là tôi làm tròn trách nhiệm, anh em Sườn Năm biết tôi, vậy thôi. Khi này đã thiếu nhân sự quá nhiều, mới phải mời tất cả các anh Sườn Năm vô để phụ giúp cho anh Cao Gia. Mời các anh vô là mình cũng cùng cái lý tưởng. Thường thường những bất cứ đại hội hay là như hồi đêm hôm tôi quay cho ông cha, mọi người đi về là ngủ yên, tôi lại là người bắt đầu làm việc. Đúng rồi đấy. Cái mà cảm ơn anh là chỗ đó đó, em có cái tấm lòng giúp cho cái này, bởi vì đây nó là cái ý nghĩa và mình tổ chức lần này là 15 rồi, chưa biết bao giờ tổ chức. Dạ đúng rồi. Tôi muốn là lưu lại cho mọi người sau này con cháu nó coi. Đấy. Thì bây giờ đó là về truyền thông như thế tạm thời xong. Ok. Anh sẽ phụ trách về cái vấn đề chỗ đứng. Bây giờ mình đi tiếp với chương trình của mình đó.
là sau cái Tuyên Dương vân vân đó thì là mình tới cái văn nghệ, mình có một chút văn nghệ, tức là ban tổ chức nó có mời Diễm Lý Sơn. Thế Sơn, Thế Sơn không phải đánh sai Thái không Sơn đánh sai là Thái Sơn thế, đúng tôi, rồi tôi cũng nhớ tôi cũng không phải Thái Sơn, là Thế Sơn đó thì mình đã trả tiền cho hai ca sĩ đó rồi cho nên phải để cho hát nhiều, hát nhiều văn nghệ kia của mình nhà lá vườn, cái nhà lá vườn mình phụ mà thôi. Thì tôi sẽ sắp xếp của mình, tính tôi sắp xếp chương trình văn nghệ xen kẽ thế nào để cho nó hợp lý. Đúng rồi, đúng ông đô chỉ trách những cái chương trình con mời ca sĩ này ca sĩ kia tới những cái hội nhóm là như là tụ ca xung đi hoặc là con mời bên trong hương tới để bây giờ trong cái đại hội mà tôi nói cô thủ chính trị này thì cô sẽ là cái vai trò gì trong cái ngành giao cho không, bây giờ để giới thiệu cho cô biết á là bữa đó cô làm phim, cô làm truyền thông. Bữa đó đó là nếu mà anh còn thế nào không chết thì đưa cho cô một cái có một người làm gì có một cái không khách nhà tôi dư chủ ra thì cái chương trình này nó còn thì chương trình văn nghệ này đó là anh tính đây á, anh sẽ phụ trách MC của chương trình văn nghệ đó hôm đó, cho nên muốn cô và anh Tính bữa đó biết rồi bên Tính soạn chương trình văn nghệ mà này có những bài hát nào và nếu biết được nhịp điệu nào các thứ thì sẽ cho cô biết là để cho mình chuẩn bị luôn qua cái bên bữa đó quan bên bay lại dạ quan bên bay lại anh Thanh Hùng Anh Hùng này hay chơi ở đâu? Dạ anh hay chơi ở nhiều tụ điểm lắm, cũng ở ngoài quán nhậu hay là bên dance studio, có chương trình show event này nhiều lắm. Dạ, nếu mà anh cần thì anh cứ muốn check ngày nào anh cứ nói với em xin được schedule của anh, cái chỗ đó anh tới nghe. Hoặc là ngay July 2nd là tụi em làm cho chương trình của bộ Đà Lạt á. Thì ở bên Việt báo Mỹ ngay chỗ đường Vichy đường Hà Giang. July 2nd. Rất là tốt chứ hả? Em đang nói là nếu mà anh muốn nghe anh Thanh Hùng đánh thì có thể qua cái show. Ok. Tức là họ chơi trước một ngày giống như tiền đại hội vậy đó. Mời anh qua để mà nghe trước. Thì nếu mà anh muốn nghe như vậy. Chơi ở đâu vậy? Dạ, thì em mới nói là ở tờ báo Việt Mỹ của anh David á, ngay chỗ mà đường đây nè. Westminster và Big Xéo đây nè, xéo đây nè. Xéo nè. À hẹn chia thằng David nó gọi. Ví dụ như trong tuần anh có muốn ra mà nghe anh Thanh Hùng đi bo đánh ở đâu á thì anh có thể ra, ví dụ như anh đi ngày nào thì anh cho anh biết, em sẽ nói là ở ngày đó anh Thanh Hùng chơi ở quán nhậu nào hoặc là chơi ở cái dance studio nào thì anh có thể ra đó ghé ra đó chơi để nghe được biết. Dạ. Và âm thanh thì Thanh cũng lo. Dạ, âm thanh là của The Tien, nó xem là của em và anh Thanh Hùng làm. Dạ, thì tụi em sẽ làm. Tức là âm thanh là Tammy phụ trách của anh. Dạ, đúng rồi. Còn One Man là anh Thanh Hùng. Dạ, cho em gửi cái này cho một người bên đại diện ha. Thì em đã có cái list danh sách của ca sĩ Diễm Liên với ca sĩ Thế Sơn làm rồi, với lại bên em hát cover thì mình có sẽ xen kẽ với dạ em được thì ví dụ như là nếu mà mọi người không thích bài nào có thể cross out gạch bớt ra để em biết, để em báo cho ca sĩ biết. Dạ còn hoặc là có muốn còn cái này lại bên phía của bên em có thể là control được những cái bài nào thì em biết em có lên chương trình, còn bên anh á ví dụ như là anh có nhận được những cái bài nào của bên từ ca sĩ Điền hay là của bên trong hơn hay những cái bài gì đó thì anh cho em biết luôn để mình có thể xen kẽ vô như thế này với nhau. Yeah. Tôi là MC là văn nghệ, Vinh Đại, tôi sắp xếp toàn bộ chương trình. Okay. Và cô là còn những cái ca sĩ này là tôi đã là mướn lên hát, thì tôi sẽ coi những bạn nào thích hợp cho phép hát hay không hát, tại vì tôi đã trả tiền để họ hát. Thế còn những cái người nào mà hát ghi danh hát trong cái đại hội đó. Yeah. Thì chúng tôi phải coi mấy muốn là không phải là khi nào cũng muốn làm bóng tiếng của họ cái người giá trị đến những điểm của là thế á thì tôi và anh Tính sẽ lên cái chương trình chi tiết từng bài hát từng ca cá nhân nào hát những bài nào để đưa cho cô đưa cho anh Thanh Hùng ấy biết để anh ấy đẹp á. Thì Diễm Liên với Thế Sơn sẽ là hai ca sĩ chính của ban tổ chức đã mượn nó rồi thì họ sẽ hành hát chính. Kèm theo đó là có những cái người đây là cái vinh danh người mở tủ cho nên trong đó có nhiều chị là trong gia đình họ có người mà ca sĩ gà nhà họ hát cho nên mình sẽ mời họ lên là họ là phần thứ hai. Còn cái phần thứ ba đó mà nhờ đến cô đó thì là phần thứ ba. Thì bởi cái thời gian mình nó cắt ngắn nó chỉ còn khoảng từ đó 12:15 tới 3 giờ thôi.
nha. Hoặc 12:15 có thể 12:30 đến 3 giờ, cho nên không có nhiều thời gian đâu. Yeah. Thì bây giờ đó mình sẽ phải sắp xếp lại chương trình. Tôi Vinh Kính sẽ xem lại tất cả các bài mà cô đưa đây về Diễm Liên, Thế Sơn này, và đồng thời là ba cái bài của Minh Tâm này là cô hát hay là ai hát. Yeah. Ok, để chúng tôi sẽ xem lại. Yeah. Rồi chúng tôi sẽ gửi cho cô đó là cái chi tiết. Chào chị. Bên Sơn Lâm đội em đi em chợ nữa, rất là tích cực, nguyên toàn bộ sư đoàn đi hết luôn, mình một người hội trưởng rồi. Bây giờ cái anh Tính dành quan tâm cái lo nhất là cái âm thanh, tức là âm thanh nó phải tốt. Cái chỗ đó của cái cô biết cái chỗ làm sân bích, cái nhà hàng đó rồi đó, nó cũng nhỏ thôi, nó 400 người thôi, không có nhiều, nhưng mà cần đủ âm thanh để cho cái để mà nhắc lại cái nhà hàng này, nó có âm thanh mà thành rất là tết, đàn hát là đúng rồi, đàn hát là rất là dở. Tôi cần cái âm thanh này, tôi cần ít nhất là 4 cái micro mà wireless, 4 cái wireless tôi cần để giảm nghi lễ mà là truy điệu, và để cho hai cái giá để nhà rồi. Còn cái người mà cái người keyboard mà đánh đấy là khỏi cần phải nữa. Nếu biết người hát thì biết tông được rồi, nói tông là đánh luôn, đánh nhịp trô, đánh hát luôn, biết cái này nhạc cũng có những gì đó. Dạ. Nếu cái mà được thì cho em biết cái bài của những người vợ trong gia đình gì đó, em biết trước luôn. Tôi đang đưa biết. Dạ. Trong cái ông keyboard này, ông có một cái clip về văn thơ. Bên em làm chương trình bên cộng đồng thì thường thường là em có cái chào cờ Việt Nam, chào cờ Mỹ, rồi với lại là con không có muốn là nói mà cái chuyện giống như là tại ở đây có rất là nhiều hứa nói tôi bảo đảm không có sao hết, tôi làm free hoặc là tôi làm giá 200-300 hay cái này rẻ lắm không sao hết, tới khi đụng chuyện rồi cái người chết là ai, là mình, cái người ban tổ chức. Cho nên là con làm được con mới nói, mà cái chất lượng của con rất là tốt nha. Còn cái chuyện mà từ trước tới giờ con làm, tại sao con làm được với rất là nhiều cộng đồng, là những cái cộng đồng đó họ làm và họ làm tiếp tục, vẫn tiếp tục hết năm này qua năm kia, họ tin tưởng họ làm. Anh có thể hỏi anh Lại Tôn Dũng, nhạc sĩ Lại Tôn Dũng, anh Kiều, hoặc là anh Quang Hy, hoặc là bất cứ những cái anh chị nào trong những cái Việt Nam Quốc Tự Đảng, những cái tổ chức khác, hoặc là bên Bảo Vệ Đà Lạt, thì họ đã từng làm qua chương trình với của em, thì năm nào họ cũng làm với em. Có nghĩa là tại sao là tài liệu của em, thành của em tốt, keyboard của em tốt, keyboard cũng vậy được. Nếu mà bây giờ anh muốn keyboard của Thúy Nga, em muốn cho anh cũng được, nhưng cái giá của họ sẽ không phải là cái giá như bây giờ, cái giá của họ sẽ là gặp ngàn. Một người nhạc công họ đi average là 500, nhà công mà của Thúy Nga họ đi cái giá phải là 1.000. Âm thanh của Thúy Nga đưa ra một cái show không là 7.000 đâu. Em nói thật sự như vậy. Đó, thành ra em cái tiền nào của đó, nhưng mà đối với cộng đồng em rất là hỗ trợ và ủng hộ bên cộng đồng. Cho nên là em lúc nào cũng đưa cái tốt nhất cho cộng đồng hết. Thì em bảo đảm được chuyện đó. Dạ. Cô nói Việt Nam có dân đảng vậy là kỳ rồi, ở Sheraton Grand Road là cô set up dàn âm thanh đó mới cái đây khoảng 1-2 tuần nè. Dạ không, bên Sheraton không có làm, không có đòi em làm bên đó. Bị nãy tôi nghe cô nói Việt Nam có dân đảng đó. Việt Nam không biết, nhớ lộn tên không? Không ai có thể phim ở đó, âm thanh thì sao? Nhưng mà em bên Sheraton là không phải làm. Thì bây giờ tôi nghe nói vậy, tôi mới hỏi bữa đó là tôi biết anh Truyền á, hoặc là bên Bình cộng đồng á. Okay, anh biết. Nói chuyện bên Bình hoặc biết, anh Truyền cộng đồng, okay. Cái tên của họ, tại vì họ có rất là nhiều cái tổ chức, okay. Không nhớ hết được, okay. Cái tên của họ. Truyền với Bình là rất thân với tôi, ok. Anh cứ hỏi anh Truyền một câu là theo Minh Tâm làm chương trình văn nghệ như thế nào. Ok, rồi. Từ cái văn nghệ của Trần Nhân Tông, câu lạc bộ Trần Nhân Tông, mỗi December em làm hết cho họ, okay, cả năm năm nay rồi. Dạ. Tại vì nhân đại hôm nay cái bữa hôm đó đó, nó dự khuyên sao lại em dự chính với anh trong cái nghi lễ, ở trong cái phần chính là dự khuyên nó sẽ với anh đó. Thì dự khuyên cũng nói với em rồi, nếu có gì có cái trở ngại về vấn đề âm thanh văn nhạc, và thì họ biết SPN họ rất là phục hồi về cái vấn đề đó.
Nhưng mà thôi, nhưng mà tại bên mình bên này mình có hợp đồng rồi, hợp đồng rồi thì bây giờ đó là mình làm sao tốt nhất vì cái này giúp cho thì bây giờ bữa nay gặp cô Tammy là mục đích là để cho cô hiểu là tụi này tổ chức á là nó có cái ý nghĩa là vì những vinh danh người vào tù đã bị tù trong trại giam ngày xưa đó là có cái ý nghĩa tụi này cố gắng làm, nhưng mà lẽ nhiên là cũng biết là cái đây nó không phải là một cái hội đoàn hay một cái gì mà nó có tiền bán đó, tụi này bỏ tiền ra làm cho nên là nó bị hạn chế phần nào. Thành ra mời cô tới ngày nay để cô giúp được phần gì trong phần của cô giúp thêm đó thì là rất là cảm ơn. Tức là nhất là anh Tính, anh quan tâm về vấn đề âm thanh đó, thì tôi biết trong khả năng của mình giúp được bao nhiêu về âm thanh trong bữa đó nó the best là được rồi. Chứ mình không thể nào đòi hỏi rằng là số tiền đó là quá nhiều không có. Nhưng mà nếu mà trong phạm vi cô đã làm nhiều, cô kinh nghiệm cô biết đó, cô giúp được bao nhiêu tối đa cho bên này âm thanh cho nó bữa nó tốt thì nó thành công nhiều hơn. Đó là cô để ý dùng cái âm thanh thôi. Với lại cái chương trình này thì tôi sẽ lên cái chương trình và sẽ gửi qua cho cô để cô biết là có bao nhiêu bài hát và bài này trước bài nào sau là sẽ gửi qua cho cô và để cho các anh em biết luôn là thứ tự để người ta lên anh biết để anh đẩy những bài đó. Đó là mình phải có cái communication hai bên để cho nó trôi chảy, nó không có bị trở ngại. Giờ đấy là cái tổ chức vào cái ngày hôm đó là 9 giờ sáng là mở cửa. Tôi thì không háo không hảo cuốn không hảo cuốn tự gấp vậy. Bây giờ dây về dưới gặp giá không cuốn ha? Không, tại tôi á, tại tôi không thích thôi. Phải có em nào ngồi kế bên cuốn cho mình thì mình ăn. Đó, vậy đó, nói gì nữa vậy? Nói gì đó bác nói. Còn gì nữa? Xuống. Ok. Xin cái chén. Thôi chứ, thì chờ. Cho xin cái chén. Dạ, ok. Em gửi em chơi thôi đi trên đây ha. Dạ, đúng rồi. Dạ. À, cảm ơn. Tại tôi không thích cuốn cho nên tôi muốn muốn cái chén để tôi bỏ cho. Ok, để em lấy cho. Dạ, thank you. Rồi, thank you. Không. Quá mệt. Thank you.
bảy món mà sao có lùi, có cái vụ lọt vô gỏi tôm rồi ha, ngộ ha. Nó còn nhiều món, nó còn cái gì à, còn thịt đá lốt, còn cháo bò, cháo bò không. Con tôi nó đi lát cái gạch tới tối thứ ba nó mới về, cho nên ngày này mới còn lãng quạng đây nè. Cái còn trước này á, còn có sườn lắm nha, vô phụ lắm, biết làm sao. Thành chín luôn rồi. Như hơn nữa mấy ổng già rồi nữa.
mấy tay nãy chỗ mình parking mình vừa đậu lại đó, mấy đó hả, không biết phải người Việt Nam không, sao thấy lão quắc hả, miên gì đâu hả, miên thôi à, thì dân trời thật nhỉ, nãy hả, rất Việt Nam luôn. Nhìn nó đâu có nhầm gió không kể nó mình tôi bị gãy đệ lắm cách từ hôm mà phải đề đó vụ gì, cái vụ mà đặt kinh đó à, tôi đặt kinh đọc stop sai mà tôi đòi bính nó cái đâm nó bỏ đó, nó gãy độ mình ở chậm ôm á à, ok bật stop thì mình clear nó rồi thế ai trên đây hướng này xuống đó quẹt đây là để cái này ta để không có tập kinh không có tập kinh mình động quá đó thì nó xuống đi vòng lại rồi cái đây mình quẹt đây stop mình quẹt vào đây rồi cái đường này ta ra ra đường này thì chưa cái này có cái tập kinh nó chạy sai nó veo ra chặn mình đó ít rồi nó mình không có stop hồi qua tôi chụp hình cái bụng nhét cái thôi nó đủ má mày set up tôi biết mày mày không bay đến má thì mày gọi cảnh sát ngay đủ má tôi cảnh sát tao dính mày xong rồi cảnh sát bắt mày nữa là mày set up camera đây rồi tôi cố tình set up mà cái thằng này là mà bên đây đi kiếm vòng vòng cà phê có thằng nó ngồi đâu đủ Việt Nam hả à? Việt Nam ra mặt đủ mà tướng bạn vỡ mặt mũi rồi ngoan lành mà đi rồi má làm trò chủ yếu là được bị nó lấy 100-200 rồi đó gặp tôi rồi mà tôi trưởng đủ tôi bính nó rồi mà sao đâu nghe rồi nó bỏ đi có chụp được mã số không, không chụp được số đi tức chứ tại lúc đó mình đòi bính nó đó mà... nó phân trần đó nó phân trần đó nói nè mới ra đi kiếm cái thằng này, có ai đục nó, nó đang là nó đang lao làng đồ này. Sao tôi không hiểu? Cái xe là stop, mình thấy không có xe nào dưới đây cái gì, à. Mình quẹo ra, nó ngay đây nè, à. Chạy ra chặt cái đầu. À, tức là nó cố tình cho mình đụng đó à. Tôi chụp hình ra cái phô chú nó đủ má mày set up mày kiếm mày kim kê làm cái trò này biết bao nhiêu người là nó đứng chụp màn bây giờ cái đầu điên lên đội nó bỏ xuống ấy, nó lùi lại nó đụng má mày gọi cảnh sát đi bây giờ camera đầy lên hết đủ má tao đứng mày chết mẹ mày xong rồi cảnh sát bỏ tồn là cái tội mày rồi mày đi set up rồi cái rồi hơn rồi đúng là người ta đồ nó mua lại nó đủ má nó đưa bảo hiểm đưa con cặc tao đưa chiếc mè mày đưa gì cái chụp hè lung tung nó đổ tôi dính lắm nó đổ điên lên rồi cái này nó rồi xong thì nó cái đồ nó bỏ đi gặp người khác là đâu thì nó rồi là cái thằng bảo vệ trong nhà hàng đó nó chạy bảo vệ ông vợ nó đó ra cái tụi nó là chưa xác ấp không mà ông tại vì gặp ông rồi nó lạc khỏe dữ quá độ mà đồ mà yếu là nó lấy một đầu đó tôi về chắc thua nó chạy nó veo lên đâu rồi có cái xe nó có đó à. Bởi vì đó cho nên mình phải gắn camera là vậy đó thấy tôi không, tôi luôn luôn là lên là tôi mở cái camera phía trước à. Còn miếng hết luôn đi. Bà hết thì nó dẹp đi, cái bà hết rồi. Ăn cái là no rồi. Nhớ xe nó là ma đồ gì không? Camry.
Ờ, Toyota Camry ở Camry màu gì? Màu silver hả? Silver. Có một gô sang một silver vậy đó. Đây là Go go. Okay. Yếu là lấy 1-200 rồi. Đưa bảo hiểm nó đủ. Đúng là bây giờ đưa bảo hiểm. Ủa mấy mình nổi điên lên là mấy thằng này rồi. Tôi ghét đồ đáng đâu mà ghét mấy người lắm. Coi chừng nó lại ghi ghi bản số xe mình rồi nó báo, nó nói mình hit and run á. Không chỉ nó. Bởi vì tôi luôn luôn là tôi lên là tôi mở camera liền, thấy không? Thì ít bữa đó, tới chừng mua cái 14 á, thằng này chuyển qua làm camera cho tôi vậy đó. Dash cam. Nhân chợ là bảo vệ chợ, cái thằng Suki chợ nó biết. Biết rồi. Mà hôm đó nhằm ngày thứ mấy? Qua đời đi. Không không, weekend là ngày thường, bữa đó. Đó là ngày Chủ nhật. Chủ nhật. Nhật phải anh ốm ốm không? Ốm ốm đen đen nhỏ con không? Không, phải là lùng lùng. Phải là lùng lùng. Còn cái anh ốm ốm nhỏ con anh đó tên Tài. Tài đó ở Riverside. Người ta làm, thường thường người ta làm ngày Chủ nhật. Có quen với tôi, tên Tài. Làm trong chợ mom á, phải không? Chợ mom đúng rồi. Còn nếu nói như nó mang ra nó có hai món à. Thằng rau nhiều quá, tôi tự nhiên thèm mới biết là thằng rau á. Tiếp nối. Tiếp nối. Dạ, còn nướng, lá lốt qua chạy đồng cho chú ơi, chắc sắp lên cho chú rồi đó. Dạ, cảm ơn chú ơi. Con dạ. Ở đây nhà hàng bắt nhân viên làm phải đeo mask hả? Dạ, nói chung là mình mới đeo không nghe. Ờ. Tại quen mà, giờ bọc của em cũng phải bỏ ra. Dạ dạ để đốt lại. Rồi để bỏ chung giấm. Cái này thiên ân là hồng ân sao? Dạ, không, cái hồng ân là bên kia, à, còn này là thiên ân. Có dính dáng gì nhau không? Cái này là người em, đúng không? Có. Em. Anh em á. Hồng ân có chứ, mà thiên ân cũng của Chúa. Anh em. Dạ, anh gửi nha, chúc em. Cảm ơn. Tôi tiền cái bác ấy là mấy người đá mấy người gạt tiền người ta rồi ông bác tôi rồi nó ghét rồi được bác.
Mà nó bỏ đi ạ. Nó đòi trao đổi bảo hiểm. Nó xuống nó nói là ông thích tê tao đấy. Ông chưa tốt tao rồi. Mày mày chưa ghét mày set up rồi. Mày đi mà gài đổ mày set up mày lấy tiền không? Mày đi mày đi gặp ra mày lấy tiền. Nó trong đấy nó chạy vua nó chạy đứa đầu xe mình. Mà thế tôi chạy thôi, lúc là tôi chạy xe tôi từ tốn đến chạy xe. Ngày qua là đi cái chợ đông lắm không có chỗ đậu. Thằng nhóc sắp tới tuổi học lấy bằng lái không? Hai năm nữa. Tới là con bò này là ăn nó sạch nhất. Con cá, con heo nó còn ăn tạp. Con bò nó ăn chay. Con cỏ không? Cỏ không? Con cá, con heo nó ăn tạp. Đúng rồi, cá. Con heo. Không có gì, heo chứ. Cá ăn tạp. Tới cái con gà nó ăn tạp. Chun dế vậy đó. Con bò này con cỏ dế, cỏ. Ăn nó không sạch. Sôi, sôi đi, sôi, sôi đi. Rồi, sôi, sôi đi.